Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Hôm nay trung tâm Visa NVC đã vừa mới cập nhật lịch visa và lịch mở hồ sơ mới nhất của tháng 4 năm 2022. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Ký hiệu của các diện hồ sơ bảo lãnh được ghi như sau. Diện F1 là con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A là vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân. Diện F2B là con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3 là con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Và diện F4 là anh chị em của công dân Mỹ. Lịch visa của tháng 4 năm 2022 hay còn gọi là lịch phỏng vấn. Thì ở tháng 4 này, lịch visa đã tiếp tục đứng yên không thay đổi so với hồi tháng 3. Ở diện F1, ngày ưu tiên vẫn là ngày 1 tháng 12 năm 2014. Diện F2A vẫn duy trì là chữ C ở mức hiện tại. Chữ C ở mức hiện tại là như thế nào? Chi tiết cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này mà Điệp đã có chia sẻ. Ở diện F2B, ngày ưu tiên vẫn là ngày 22 tháng 9 năm 2015. Diện F3 là ngày 22 tháng 11 năm 2008 vẫn đứng yên. Và diện F4 vẫn là ngày 22 tháng 3 năm 2007 vẫn không thay đổi gì mới so với tháng 3. Và với ngày ưu tiên mới nhất trên tháng 4 năm 2022 này, thì chúng ta có thể ước tính được thời gian từ lúc hồ sơ của cô chú và các anh chị nộp bảo lãnh đến lúc phỏng vấn. Thì hiện nay thời gian chờ bảo lãnh tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2022 ở diện F1 là 7 năm 3 tháng và 14 ngày. Còn ở diện F2A, do tình trạng là chữ C thì có nghĩa là ở mức hiện tại, hồ sơ của cô chú và các anh chị sẽ được giải quyết liên tục khi mà chúng ta nộp hồ sơ vào. Tuy nhiên thời gian của diện F2A thông thường chúng ta cần phải chờ tại Sở Di trú Mỹ USCIS là từ 2 năm cho tới 2 năm rưỡi để được giải quyết. Ở diện F2B, thời gian chờ bảo lãnh hiện nay là 6 năm 5 tháng và 21 ngày. Ở diện F3 là 13 năm 3 tháng và 21 ngày. Và diện F4, thời gian chờ bảo lãnh là 14 năm 11 tháng và 21 ngày. Thì trong tình hình hiện nay, với rất nhiều hồ sơ đang bị tồn đọng tại trung tâm visa NVC và các lãnh sự quán trên toàn thế giới, thì không biết là khi nào lịch visa này sẽ tăng trở lại để hồ sơ của cô chú và các anh chị tiếp tục được diễn tiến, được phỏng vấn. Qua các tháng vượt qua thì lịch visa này ở các diện F từ F1 cho tới F4 đã đứng yên không thay đổi gần một năm. Ở lịch mở hồ sơ của tháng 4 năm 2022, hay chúng ta còn gọi là lịch làm 6 bước với trung tâm visa NVC. Lịch mở hồ sơ của tháng 4 này ở các diện vẫn rất ảm đạm, lịch vẫn đứng yên không thay đổi so với tháng 3. Chỉ đặc biệt ở diện F2A là lịch mở đã tăng lên đến mức chữ C ở mức hiện tại, nghĩa là hồ sơ của cô chú và các anh chị không cần phải chờ theo ngày ưu tiên của lịch mở hồ sơ nữa, mà chúng ta sẽ được giải quyết liên tục sau khi hồ sơ của cô chú và các anh chị được Sở Di trú xét chấp thuận. Còn lại các diện F khác là diện F1, F2B, F3 và F4, ngày ưu tiên vẫn không thay đổi như tháng 3. Diện F1, ngày ưu tiên vẫn là ngày 15 tháng 5 năm 2016. Diện F2B, ngày ưu tiên vẫn là ngày 22 tháng 9 năm 2016. Diện F3, ngày ưu tiên vẫn là ngày 22 tháng 8 năm 2009. Và diện F4, ngày ưu tiên vẫn là ngày 1 tháng 10 năm 2007. Lịch visa của tháng 4 năm 2022 dành cho diện lao động và diện đầu tư hay còn gọi là lịch phỏng vấn.
ở diện EB3 là lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng và lao động không kỹ năng. Thì ngày ưu tiên của lịch visa hiện nay là chữ current, là ở mức hiện tại. Và diện EB5 mà loại đầu tư là đầu tư trực tiếp không qua trung tâm vùng, ký hiệu visa là C5 và T5. Thì lịch visa là chữ C ở mức hiện tại. Lịch visa của EB3 và EB5 ở mức hiện tại này có nghĩa là hồ sơ của cô chú và các anh chị được giải quyết liên tục với lãnh sự quán sau khi hồ sơ của chúng ta đã hoàn thành xong đầy đủ các bước. Còn đối với ở diện EB5 mà ký hiệu visa là I5 và R5 là loại đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng, thì hiện nay từ tháng 6 năm 2021 đến nay, tình trạng hồ sơ này vẫn là chữ U, có nghĩa là không có sẵn, bởi vì hiện nay diện này đã hết hạn từ tháng 6 năm 2021 và đang chờ Quốc hội Mỹ gia hạn thêm cho diện này. Ở lịch mở xét hồ sơ dành cho diện đầu tư và diện lao động, thì ở cả 3 diện EB3, lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng và lao động không kỹ năng, EB5 đầu tư trực tiếp và EB5 đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng, thì cả 3 diện này tình trạng lịch mở hồ sơ vẫn là chữ C ở mức hiện tại. Nghĩa là hồ sơ của cô chú và các anh chị chúng ta có thể nộp vào để xin mở hồ sơ đầu tư và lao động với chính phủ Mỹ. Hồ sơ vẫn luôn được giải quyết liên tục. Và để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi lịch visa của các tháng vừa qua, thì đây là bản tổng hợp lịch visa của năm 2021. Ở cột phía bên tay phải là tổng hợp số tuần mà lịch visa của các diện từ F1 cho tới F4 được giải quyết trong năm 2020. Còn đây là bản lịch visa tổng hợp của năm 2022 trong các tháng vừa qua. Và ở cột phía bên tay phải là cột tổng hợp lịch visa đã được giải quyết trong năm 2021. Và đây là bản tổng hợp lịch mở hồ sơ của năm 2021, hay chúng ta còn gọi là lịch làm 6 bước với trung tâm visa NVC. Ở cột phía bên tay phải là tổng hợp số tuần mà lịch mở hồ sơ đã giải quyết trong năm 2020. Và đây là lịch mở hồ sơ các tháng vừa qua trong năm 2022 này. Cột phía bên tay phải là tổng hợp số tuần mà lịch visa đã giải quyết trong năm 2021 để cô chú và các anh chị thuận tiện so sánh. Lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng kế tiếp là tháng 5 năm 2022 sẽ được điệp cập nhật trên kênh từ khoảng ngày 13 cho tới ngày 25 tháng 4 năm 2022. Cô chú và các anh chị nhớ bấm nút đăng ký, subscribe và hình cái chuông để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp chia sẻ lên nhé. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.